tiền á thì nó có một cái thuận lợi và nó ở thời gian, cho nên em thấy việc chẩn đoán đúng, việc chẩn đoán số bệnh trong vòng số bệnh nó khó cực kỳ khó. Cái đó là chúng ta phải tới nằm lại sinh thiết ra anh đã bắt. Còn bây giờ thì một số khác thì xét nghiệm chuyên sâu hơn cũng làm ra có được giảm được cái độ. Vấn đề chẩn đoán quan trọng phải không? Nếu mà chẩn đoán tật thì chắc chắn là cái hướng điều trị của nó sẽ thất bại rất rõ. Đấy là các con thấy rằng cái liệu đơn giản như vậy có một cái phức tạp. Vậy mình làm được ngành cái liệu bây giờ từ họ đến được trước đây họ có 2.000, 2.000, 3.000 bây giờ quá chừng nữa thì ngoại gia với tồn tại nó liên quan với nhau. Khi cái tình hình dịch như Covid các con thấy là cái diễn biến phức tạp, bây giờ ngoài da nó không còn đâu, một đứa sơ sơ nó không có ướt gì nữa, nó biến hiện cái gì cả mọi người. Cho nên bây giờ những cái tình trạng Covid của ngoài da họ ghi nhận đó cũng thuộc về gia đình. Và từ đó nói rằng là cái bệnh gia đình đó là thấy ngoài da dễ chặt đó nhưng mà cũng khó. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, cái bệnh gia đình cũng ngoại khoa. Ví dụ bệnh nhân ngoại người ta đi đến bác sĩ về điều trị mổ qua nó bộ á đau trong một huyết bác sĩ chẩn đoán mổ hết đau như vậy là họ nói được chuyện này thì gia liệu cũng rất lớn họ lên chuyên gia họ thấy cái đó tới bác sĩ làm hết rồi nói chuyện này chưa hết nó chưa làm như vậy tạo cái áp lực cho thầy thuốc không phải là những cái nói cái chuyện gì đó. Cho nên là sau này các em có đi làm chuyên khoa khác cũng gặp lại vậy. Chắc chắn luôn. Mình sơ bộ nhưng mình không cho thuốc cũng được, bởi vì ví dụ chẳng hạn 5-10 năm sau thì cái phác đồ điều trị cái bệnh đó thay đổi rồi các em không chuyên đó thì các em cũng biết đó là cái dạng mình để giới thiệu cho mình. Còn hai lần biết dạng mình đó là điều trị cái đó không được phối hợp không được dùng thêm. Đó là vấn đề. Cho nên gia liệt bệnh cũng gặp thường xuyên khác cái chuyên khoa khác cũng có những bệnh. Cho nên những cái bệnh viện lớn đó mà có những cái bệnh gia liệt hơi khác thường với họ mọi gia liệt khác. Mình cho cái họ một cái phối hợp sử dụng. Có những bệnh gia liệt của anh dùng thuốc đó nặng thêm cho nó sợ nó nhẹ đi. Tất nhiên những cái nhẹ cho bệnh đó nhưng mà cái bệnh gia liệt nó nặng thêm phức tạp. Như vậy thì điều này thì thực nghe mà nhưng có đức là nói cho lớp thầy làm cái này bốn bài ký hai cuốn cách thì là quý thính có hết không? Không hết thì các em đọc thêm một điều này. Hy vọng là những các em hợp tác thì nhau được thế. Khái quát chung về ngành gia liệu, trước hết là gia liệu nội khoa thì hắn không can thiệp gì hết trơn. Nó khám nhìn ra bức của một cái còn nhà thì về trong này các con thấy rằng mình gia liệu thông thường và chuyên sâu như vậy. Có gia liệu thông thường là những cái gia liệu mà các con học rất ít, có mười mấy bài thôi. Gia liệu thông thường khoảng 300 mấy bài, còn gia liệu chuyên sâu là khác nữa, cũng một số người chuyên sâu hơn, cái đó là cực kỳ khó. Rồi cái gì đây nữa? Bệnh phong, biết bệnh phong không? Mấy con biết bệnh phong không? Bệnh phong nó nằm một chương riêng, nó bị gì ngoài da nhưng nó nằm một chương riêng. Bệnh phong trước đây người ta còn gọi là bệnh gì? Bệnh tui, bệnh mụn. Cái bài này nó rất dễ dàng. Nằm một chương riêng, nha. Các bệnh kia nữa. Bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trước đây người ta còn gọi là khoa liệt. Nha, cũng nghe bệnh cái tên cái kia. Có một có bệnh gì lòng mình sẽ tới cái bài cái từ tôi làm luôn mà nhiều lắm quá cực tôi có bốn bài mà nhiều nhưng có thấy trong cái các người bệnh không có kịp có cái gì nữa người coi gia liệu có gì ngoài coi gia liệu bây giờ ngoài coi gia liệu là cái môn mà bây giờ thì các em sinh viên bên trường họ đòi đi cũng được mà đi cũng được nhưng mà cả chính trị pháp thì mình đang phong tục điều trị các bệnh da
Như vậy là các em muốn đi ngoài quân nhân là các em làm thành một viên chính trị. 6 tháng chúng ta học hồ sơ của hướng đến cơ bản, ngoài con cơ bản. Yeah. Em có biết cần chỉ khâu được đấy chứ, các quốc gia không được. Khâu thật bị khó, chưa nói tới thẩm định khâu luôn. Anh liền với thằng xèo đó, mình phải biết. Yeah. Học thêm một cái chính trị nữa. Cái chi nữa, phổ thuộc gia tạo được thẩm định. Có chuyên ngành không phải phổ thuộc gia thôi, một khâu thuộc tạo được thẩm định học viên ở chuyên khoa một, ở chuyên khoa thẩm nước, chuyên khoa một, chuyên khoa hai, chuyên khoa với chúng mình phải đang tạo tạo. Còn cái gì nữa ngoài khoa là còn gì nữa? Chăm sóc da thẩm mỹ. Chăm sóc da mình làm cái gì? Có thể can thiệp nhẹ nhàng là chỉ mà da này sau này dùng nhanh nhiều thì tới đây là tiêm thuốc nhẹ nhàng để nó có can thiệp nhẹ nhàng thì da nó đẹp lên để nó sinh cái đó nó đẹp ra xẻo lọt như can thiệp nó hết xẻ đúng không? Đó là chăm sóc da thẩm mỹ. Trong cái chăm sóc da thẩm mỹ còn thấy có hai cái vấn đề xâm lấn và không xâm lấn, tức là can thiệp nông thì không xâm lấn và can thiệp sâu thì xâm lấn. Cái ngành này bây giờ mình khó lắm. Xâm lấn này bây giờ người ta chỉnh một khuôn mặt đang hình cái điền đã tinh hình son tới bác sĩ gia liễu không cần bộ không cần nào xương như thế tim thuốc vô sạch đúng là nó học lâu rồi học chuyên ngành gia liễu chuyên ngành thẩm mỹ đang tầm cỡ chuyên khoa hai và tiến sĩ nữa là nhưng mà làm cái xong thì là sao thì có khả năng là có được hơn anh nhiều hơn đại khái nên mấy anh đam mê nên là đam mê là phải đổ nhiều cái sự học hơn có cái tài năng cái nên cái ngoài coi gia đình chúng ta là ai cũng được đâu đây có cái khả năng giống như cái đam mê đó thì phải làm. Rồi tới rằng, họ rằng, đơn rằng, tới cái lớp thường quý là lớp trung bình thôi, trung bình năm thôi, không có rằng quá. Rồi cái tay của phòng trung bình mà rằng rất là đẹp. Mà có tài năng rằng thì chắc ai cũng rằng, chứ anh ai đẹp cũng rằng cái phố. Cho nên là ngoài qua gia đình là một cái khó để thực hiện. Về tài liệu tập thì các con biết rồi. Tài liệu tập tức là gia liệu học cái này là sách viết từ là bắt đầu mà thấy cũng chung rồi cái việc các con học và thi các bạn ngồi chung và kèm thêm cái đây là này kèm thêm là cái hướng dẫn chẳng có và những việc cái việc cái đây bài cái bài xuống đó gắn cái nguyên chừng đó là có luôn là cái 25 tập trong này với cái 21 2010 thì tập sang năm sau là cái này là được rồi đúng rồi. Đề thì làm lại đài loài căng hết, không có các bài làm căng hết, không có xảy ra hoàn phạm như này. Thế nên để các đồng yên tâm là phi nhé. Về tài liệu thông cảm nhiều, bây giờ là có tài liệu tiếp rồi. Mình học cái liệu 1, 2, 3, nhà xuất bản mạng Việt Nam, đi Hà Nội. Rồi thông cảm lâm sàng, đại học đi Hà Nội, các bạn nào đã được tiếng cái mới hơn, bạn được tiếng. Và những cái năm càng gần đây thì nó được cập nhật cái gì tất cả cái phương pháp điều trị mới và một số các cái cơ chế của mình thì được cập nhật cái này chắc có lẽ giới thiệu thêm với các con thôi. Bây giờ các con thì ai đang nghe thì đọc thêm không thì thôi chứ khó nhưng mà dễ lắm và thêm một số tài liệu tiếng Anh thì mấy con tốt thì càng chú thêm những tài liệu tiếng Anh đó về nội dung hình thức thi thì chắc có lẽ là cái lớp trước có ôn thi thì có thể có ôn thi lên cái công bằng nghe sợ không ôn thi thì cứ bảo không ôn thi được làm tốt thì anh không thi được nhé và chắc có lẽ đề thi thì không em đi lộn cái đường kia rồi đề thi là 50 câu hỏi trắc nghiệm thứ tự là A B C D cộng một trong bốn câu đó cái đề nó chạy hai bàn ngồi gần nhau là cùng cái nội dung đó nhưng mà ABC dưới nó chạy rồi cái đường có thấy đó là con gà là
vì gì đó A B C D cũng y như nội dung câu hỏi, nhưng mà thằng bên đã có A nhưng mà cứ bên kia lại có D rồi, chớ có gì gì không đúng rồi nha. Thì có từ những đầu học nhớ ra biết rồi, cho nên là có người thì nói về, có người thì nói khó, cũng biết ra về thì học thì dễ, khó thì không học thì cũng khó, nó về là còn hết. Môn học thì cũng còn căn bản, thì môn học giao cũng được, cũng còn căn bản là mình lý nha. Ở đây thì yêu cầu mô tả thì các lớp quốc gia, bài tập có là tập quốc và cấu trúc thường quyền của quyền và giữ được các lớp quốc gia. Bài thì có thêm đó là công ty thi này, nhưng mà không qua bài nên là bài khác thêm được, không biết gì hết. Về môn học giáo thường thì các con thấy rằng là